Trời cho quả đậm, đúng tháng 12 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đứng trên núi vàng, tiền tiêu cả quyển, lộc lá kéo tới chật kín nhà, giàu có nhất nhì thiên hạ. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay. Kính chúc quý vị luôn bình an, khỏe mạnh và may mắn ngập tràn. Quý vị thân mến, con người khi mới chào đời, trần trụi, giản đơn, cái gì cũng không có. Con người lúc chết đi, đơn độc một mình, tịch mịch cô liêu, cái gì cũng không nắm giữ được, không đem theo đi được. Vốn dĩ, không có cuộc đời nào là thập toàn, thập mỹ, không có tháng năm nào luôn vui ý thuận lòng. Bản thân ta giản đơn, cuộc sống cũng giản đơn. Cuộc sống càng giản đơn, sinh mệnh càng phong phú. Tâm tư càng giản đơn, trong lòng càng bình an. Đời người càng giản đơn, cuộc sống càng vui vẻ. Trong thế giới hiện đại rực rỡ sắc màu này, chúng ta nên ghi nhớ đạo lý xưa. Giản đơn mới có thể sống tự do, giản đơn mới sống hài lòng, giản đơn mới sống hạnh phúc. Và tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 cũng vậy. Bản tính trời sinh của họ là những người bình dị, giản đơn nhưng lại chăm chỉ và chịu khó. Chính vì vậy mà tháng 12 âm lịch tới đây sẽ là lúc trời thương ban cho họ sự giàu có, an yên và sung túc. Chỉ cần nắm trọn vẹn được lá số tử vi của mình thì chắc chắn yên tâm rằng cuộc sống của họ sẽ sung sướng như tiên, tiền nhiều hàng quyển, cả thiên hạ ngưỡng mộ nhìn theo. Vậy không để cho quý vị chờ đợi lâu thêm nữa, ngay sau đây là số tử vi chi tiết dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Đại đa số những người sinh vào năm Đinh Tỵ 1977 thuở nhỏ khá vất vả chứ chẳng hề sung sướng. Chính vì vậy mà họ là người sống ở hiện tại nhưng lại luôn lo nghĩ cho tương lai phía trước. Đinh Tỵ sẽ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Ngược lại, họ tích trữ, dành dụm những khoản tiền lớn để lo cho cuộc sống tương lai. Đinh Tỵ có tinh thần ham học hỏi, họ có thể thu nhập cho mình những thông tin bổ ích ở bất kỳ đâu. Người này thích triết lý và luôn quan tâm đến những vấn đề chính trị trong cuộc sống. Họ có sở thích, thói quen đọc sách báo ở những nơi yên tĩnh, không bao giờ tiết lộ những bí mật cá nhân của mình cho mọi người biết. Bởi vậy mà tính cách của người tuổi Đinh Tỵ vẫn là một điều bí ẩn, ít ai có thể thấu hiểu được. Đinh Tỵ sống rất thẳng thắn, thật thà, không lợi dụng người khác. Nếu có gặp túng thiếu phải đi vay mượn, dù có khó khăn như thế nào, họ cũng sẽ tìm cách để trả lại món nợ đó. Những người này tự lập trong cuộc sống, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Đinh Tỵ làm việc rất chăm chỉ, cần cù và giỏi trong việc tích trữ, dành dụm tiền bạc. Bởi vậy cuộc sống của họ luôn đầy đủ vật chất, không bao giờ thiếu thốn. Những người này có đầu óc khá nhạy bén, vì thế họ giỏi trong việc kinh doanh. Với con mắt nhìn xa trông rộng, Đinh Tỵ dễ dàng có những phán đoán chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó xác định mặt hàng mình cần phát triển. Họ là những người thích triết lý, luôn tuân thủ những quy tắc chuẩn mực của xã hội. Người này thích sống trong không gian yên tĩnh với những cuốn sách, quyển truyện. Sự ồn ào tấp nập của đám đông ngoài kia khiến cho Đinh Tỵ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức. Đinh Tỵ thận trọng trong mọi mối quan hệ. Dù thân thiết đến đâu, anh ta cũng đề phòng và giữ khoảng cách nhất định. Đinh Tỵ không tin tưởng người khác nhưng cũng không thể hiện sự nghi ngờ ra bên ngoài. Điều đó khiến cho đối phương cảm thấy hoang mang, không biết người này là bạn hay là thù. Phụ nữ Đinh Tỵ là người biết chăm lo cho cuộc sống của gia đình. Họ luôn thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của một người giàu hiền, vợ đảm. Thậm chí cô ấy có thể hy sinh, chịu nhiều thiệt thòi để mang lại cuộc sống sung sướng, hạnh phúc cho gia đình. Đàn ông tuổi Đinh Tỵ có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời và họ luôn cố gắng phấn đấu để đem lại cuộc sống đầy đủ, sung sướng cho những người thân trong gia đình mình. Họ bận rộn trong công việc, ít có thời gian để chăm sóc con cái. Vì vậy rất cần một người phụ nữ đảm đang, dịu dàng, giúp họ chia sẻ gánh nặng trong cuộc sống. Người tuổi Đinh Tỵ có một sức sống dồi dào mãnh liệt. Họ nhanh chóng hồi phục sau những lần đối mặt với kẻ thù ngang tài ngang sức. Bạn không nên khiêu chiến với người tuổi Đinh Tỵ, bởi thứ vũ khí nguy hiểm của họ sẽ có thể hạ gục bạn bất cứ lúc nào. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, nhưng thực ra họ có đời sống nội tâm khá phong phú, chất chứa nhiều tình cảm.
Đinh Tị dễ xúc động và mủi lòng khi chứng kiến cuộc sống bất hạnh của những người nghèo khổ. Bởi vậy họ luôn cố gắng làm nhiều việc thiện để giúp đỡ người khác khi có thể. Đinh Tị nếu sinh vào thời tiết thuận lợi, tính tình ôn hòa, hiền lành, thật thà. Lúc còn nhỏ, Đinh Tị có phần nhút nhát, yếu mềm. Khi trưởng thành, họ trở nên cởi mở, thân thiện hơn với mọi người xung quanh, được nhiều người yêu thương, quý mến. Những người tuổi Đinh Tị mệnh thổ đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tị còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Sau đây ta cùng lắng nghe lá số tử vi chi tiết về vận trình của tuổi Đinh Tị trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Theo tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Đinh Tị âm lịch, được nhiều cát tinh hậu thuẫn, mọi việc của bản mệnh trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội để phát triển bản thân. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có những bước tiến rõ ràng mà còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Tỵ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Đinh Tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khoe sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân. Đôi lứa vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, giữ gìn hạnh phúc hòa khí gia đình, các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh bạch hổ án ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Sau đó Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu, bia say hay sử dụng chất kích thích khác. Xem tử vi tháng 12 năm 2023 tuổi Đinh Tỵ âm lịch, bản mệnh đã biết chủ động giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống nên không có gì phải lo nghĩ nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn cũng giúp cho bạn trở nên hài hòa, nhã nhặn hơn trong cách giao tiếp với mọi người. Dựa trên mối tương quan giữa đương số và lương niên tháng, đồng thời xét tác động mạnh yếu của hệ thống sao chiếu mệnh và đoán định hung cát của con giáp thông qua bốn phương diện chính là sự nghiệp, tài vận, tình cảm và sức khỏe. Cụ thể như sau. Về sự nghiệp, theo tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, tuổi Đinh Tỵ được nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ nhiều hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có bước tiến triển vượt bậc cũng là điều dễ hiểu. Vận trình công việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đuôi lọt, thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội để phát huy thế mạnh và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi được bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, Tỵ còn có quý nhân giúp sức, nên được siêu sát và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Dù vậy, bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ đó một cách kín đáo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực, nên xứng đáng được như vậy, có thế mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, cát khí cũng tạo điều kiện để Đinh Tỵ chăm chút cho các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng đồng sức trong văn phòng càng khiến cho con đường tiến thân của bạn rộng mở. Bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu. Điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường, đúng hướng. Tuy nhiên bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm. Vì thế cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung trong tháng cuối cùng của năm Quý Mão, chắc chắn khối lượng công việc cần phải gánh vác xử lý sẽ tăng lên, khiến cho Đinh Tỵ cảm nhận được sự bận rộn trở nên rõ rệt.
đổi lại chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở. Việc gì cũng có giá của nó, bởi thế chớ vội than phiền khi nhiều việc đến tay. Về tài vận, xét về mặt tài lộc, đây cũng là tháng mà tài khí của Tỵ tăng cao hút ngàn bên cạnh sự nghiệp. Tài lộc của bản mệnh trong tháng khá sáng, tài tinh liên tục gia tăng độ chỉ, tiền bạc kiếm về túi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phủ đều được cải thiện. Công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài chính dư giả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cũng giúp cho việc làm ăn kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan hơn, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, bạn nên tính toán cho những bước xa hơn sau Tết, quan sát để nắm được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng. Bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, cho nên tiến hành ồ ạt kéo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, giá tên rất khó để xử lý. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về vấn đề tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt nhiệm vụ của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết Nguyên đán khiến cho bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc nên không cần phải lo lắng. Ngoài ra, bạn cũng nên sắp xếp để đòi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với cát khí đương vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về túi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì chớ để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Về tình cảm gia đạo, đây là tháng có bán hợp che chở nên đường tình duyên của Đinh Tỵ có đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đong đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Các thần giúp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, sẽ rất có lợi cho người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp. Tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với những bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hẳn gắn rạn nứt nhanh chóng, giữ gìn hòa khí gia đình. Gia đạo trong ấm ngoài êm, dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên sum vầy chuẩn bị đón Tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau vun vén và trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này. Sau bao tháng ngày mong ngóng, tuy nhiên nữ mệnh đi đứng nên cẩn thận, kẻo bạch hổ hung tinh gây họa, ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và thai nhi. Về sức khỏe, tháng cuối cùng của năm Quý Mão này, bản mệnh thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm báo có thể xảy ra thương tật hoặc họa huyết quang. Do đó, Đinh Tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng các chất kích thích. Thời điểm cuối năm sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập, ăn uống, liên hoan. Bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Tiếp theo là vận trình tử vi chi tiết từng tuần và cấm năng vượng vận dành riêng cho tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, trong tháng 12 âm lịch. Tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch, tử vi Phương Đông tiết lộ rằng tuần này người tuổi Đinh Tỵ gặp rất nhiều may mắn, cát khí lan tràn, xua tan những điều xui xẻo có thể xảy tới. Đường tài lộc tươi sáng rực rỡ, bản mệnh có thu nhập tăng đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Đặc biệt là người làm kinh doanh có một tuần làm ăn phát đạt, các khoản lợi nhuận tăng lên đáng kể. Công việc tiến triển vô cùng tốt, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao vì những cố gắng và nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Đam mê với công việc, bạn cống hiến hết mình mà chẳng mang đến những vất vả phải chịu đựng. Tuy tiểu nhân thiên quan cũng có cơ hội tìm cách hãm hại, nhưng làm việc tốt ắt sẽ được phúc báo. Càng về cuối tuần thì vận trình càng thêm khởi sắc, thiên ân báo hiệu bản mệnh sẽ nhận được cơ hội để phát huy năng lực cá nhân của mình. Đây sẽ là một thử thách khó nhằn mà cấp trên đưa ra nhằm giúp con giáp này chứng minh năng lực của mình, xứng đáng cho những bước thăng tiến tiếp theo. Về mặt tài chính, con giáp này sẽ nhận được khá nhiều cơ hội kiếm tiền, nhất là trong những ngày cuối tuần nhờ chính
Nhờ chính tài nâng đỡ, bạn không nên bỏ lỡ mất thời điểm tốt này. Dân buôn bán kinh doanh thì càng nên cố gắng để chuyện làm ăn tốt đẹp hơn. Dù vậy, bạn cũng không nên mạo hiểm hay đánh cược quá mức, nếu không rủi ro sẽ cao hơn và dễ bị mất tiền. Đường tình duyên không có gì nổi bật, chuyện tình cảm vẫn tiến triển ở mức bình thường, đôi khi khiến cho bản mệnh cảm thấy nhàm chán vì không có điểm nhấn gì đặc biệt, không có những giông gió để cả hai người thể hiện tình cảm nồng nàn dành cho nhau. Tuần mới, người tuổi Đinh Tỵ cần đặc biệt chú ý đến yếu tố sức khỏe, bởi tình hình có vẻ bất lợi cho bạn, nhất là những ai đang có bệnh, thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với bạn lúc này. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Thìn Hợi, tiểu nhân Mão Mùi, màu sắc may mắn tím, hồng, con số may mắn 183609. Tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 15 âm lịch, người tuổi Đinh Tỵ trong tuần mới này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp khi được tử vi các tinh trợ lực trao cho bản mệnh cơ hội thăng quan tiến chức trong thời gian tới. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cao độ để phát huy hết năng lực của mình. Thời điểm này, người làm công ăn lương có thêm nhiều khoản thu từ lương thưởng, còn người kinh doanh thì buôn bán phát đạt, lợi nhuận tăng cao. Thành quả bạn nhận được là hiển nhiên bởi thời gian này bạn đã làm việc hết sức của mình rồi. Với sự xuất hiện của sao Thái Âm, nữ giới tuần này sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của quý nhân và may mắn hơn là nam giới. Nhưng dù là nam giới không may mắn bằng, bạn cũng chớ lo lắng vì người nào đó có công lao thì ắt sẽ thu về thành quả xứng đáng. Và quý nhân của bạn có thể sẽ là nữ mệnh lớn tuổi. Đường tài lộc không được ổn định cho lắm, có điểm phát tài phát lộc, song cũng có nguy cơ tán tài tán lộc trong tuần này. Thực thần trao cho bản mệnh cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi, chỉ cần bản mệnh tập trung vào để phát huy năng lực của mình là có thể dễ dàng giành được mục tiêu đã định. Song bản mệnh cần sáng suốt trong những quyết định tài chính, đừng dễ mù quáng tin người mà mất tiền lúc nào không hay. Mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên bạn trong những thời điểm bạn căng thẳng, khó khăn, giúp bạn xử lý các vấn đề còn đang dang dở. Nhờ đó mà những lo lắng của bạn sẽ giảm đi phần nào. Tuần này, người tuổi Đinh Tỵ cần đặc biệt chú ý đến yếu tố sức khỏe, bởi tình hình có vẻ bất lợi cho bạn, nhất là những ai đang có bệnh, thường xuyên phải dùng thuốc, ăn uống, nghỉ ngơi là vấn đề thực sự khó khăn đối với bản mệnh vào lúc này. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Ngọ Hợi, tiểu nhân Dậu Thìn, màu sắc may mắn đen trắng, con số may mắn 105609. Tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Tử vi tuần mới cho thấy, người tuổi Đinh Tỵ không mấy may mắn trong khoảng thời gian sắp tới. Điềm báo tử vi phương Đông cho thấy rằng, hung vận vẫn chưa buông tha cho con giáp này. Các khí ít ỏi không đủ để cứu vãn vận trình đang dần sa sút. Tiền vừa vào nhà đã bị kiếp tài ngáng trở, chẳng thu hoạch được là bao mà tiền của đã chắp cánh bay đi mất. Vận tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ chẳng được tốt đẹp như mong đợi. Bản mệnh cần kiểm soát lại khả năng tài chính của mình, giữ chặt túi tiền, chớ để mới đầu năm mới đã lâm vào cảnh túng thiếu. Có lẽ điểm sáng nhất trong tuần của con giáp này chính là vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà thăng tiến. Bản mệnh nhận được sự hỗ trợ của các thần chứng ấn, chính quan, nên phần nào đã đỡ đi những trở ngại trong công việc, có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Vận trình tình cảm lên xuống thất thường, dù có điểm khởi sắc nhưng không quá nhiều. Người độc thân có cơ hội để thoát kiếp cô đơn, nhưng nếu không biết nắm bắt thì không vẫn hoàn không. Người có đôi tình cảm thăng hoa rồi lại tụt dốc bởi những bất đồng thường nhật. Sức khỏe của bản mệnh trong tuần khá tốt khi bạn đã biết quan tâm chú ý hơn đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, nên cơ thể vẫn đang được duy trì ở trạng thái tốt nhất. Cẩm năng vượng vận, quý nhân Ngọ Hợi, tiểu nhân Dậu Thìn, màu sắc may mắn đen trắng, con số may mắn 228956. Tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 âm lịch. Người tuổi Đinh Tỵ trong tử vi tuần mới này có điểm báo thăng tiến về công danh sự nghiệp. Các tinh tử vi chiếu mệnh trợ lực cho bản mệnh trong vận trình công việc. Những khó khăn trở ngại trước đó đã được dễ dàng hóa giải, không còn điều gì cản trở bản mệnh đi đến thành công. Dưới sự che chở của các tinh, vận trình tuần mới của người tuổi Đinh Tỵ có những khởi sắc khá rõ rệt, đặc biệt là trên phương diện tài lộc. Có thể thấy, đa phần những vướng mắc trong công việc trước đó đều được bạn xử lý ổn thỏa.
vì bạn biết dựa vào năng lực cá nhân, vừa biết tận dụng sức mạnh tập thể. Công việc hoàn thành xuất sắc giúp tiền thưởng chảy vào túi bạn nhiều hơn cả dự tính. Với người làm ăn kinh doanh, môi trường cạnh tranh khá lý tưởng, bạn có những đối tác hoặc cấp dưới đồng sức đồng lòng, gặp khó mỗi người một tay, như vậy mà việc buôn bán, đầu tư nhanh chóng vào guồng, đem về nguồn lợi nhuận đáng kể. Đầu tuần có thêm nhiều tin vui về tài lộc, cơ may kiếm tiền không ngừng tới, bản mệnh nếu biết nắm bắt thời cơ thì hoàn toàn có thể phát tài phát lộc, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh có những mối làm ăn mới. Thời điểm đầu năm dương lịch nhưng lại là cuối năm âm lịch, nhu cầu mua sắm của mọi người ngày càng lớn, giúp cho túi tiền của bản mệnh cũng lớn hơn nhiều. Nhìn chung hiệu suất của bạn ở các khía cạnh vẫn khá tốt, chỉ cần bạn có sự kiên trì và quyết tâm thì thời gian này sẽ cho bạn câu trả lời. Hãy mạnh dạn thử những điều mới và đừng sợ thất bại. Chuyện tình cảm của những chú rắn trong tuần này cũng khá tốt, tuy không có nhiều giây phút thăng hoa, nhưng hai người dần hiểu và thông cảm cho nhau trong nhiều chuyện, không còn cảnh bất hòa vì những chuyện nhỏ nhặt không xứng đáng như trước nữa. Mối quan hệ của bản mệnh với mọi người lúc này cũng khá tốt đẹp, khi các thành viên trong gia đình có thể sát cánh bên nhau trong những thời điểm bạn đang gặp căng thẳng khó khăn, giúp bạn xử lý các vấn đề còn dang dở, nhờ đó những lo lắng của bạn sẽ giảm đi phần nào. Cả nhà cùng nhau quây quần đón Tết vui vẻ và an yên. Cẩm nang vượng vận, quý nhân Mùi Thân, tiểu nhân Ngọ Dậu, màu sắc may mắn nâu xanh lá, con số may mắn 55 90 23. Ở phần cuối của chương trình, Lộc Phát Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị mẹo phong thủy cuối năm để quý vị đón Tết 2024 Giáp Thìn thật ấm no và sung túc nhé. Thưa quý vị, có nhiều mẹo phong thủy nhà cửa cuối năm giúp thay đổi vận trình cuộc sống của gia chủ theo chiều hướng tích cực hơn, nhưng chỉ cần thay đổi một số điều rất nhỏ cũng đã đủ để hỗ trợ gia chủ đổi vận, vì chúng có tác động trực tiếp đến tâm trạng cũng như vận khí trong nhà của mình. Thứ nhất, phòng khách rộng rãi. Theo phong thủy, việc đảm bảo mọi thứ trong nhà gọn gàng, sạch sẽ là điều quan trọng nhất. Nhà cửa lúc nào cũng bề bộn, thiếu ngăn nắp, ẩm thấp, là môi trường sống bằng nhiều tà khí. Và đặc biệt là phòng khách, bản mệnh phải chú ý vì nơi đây được xem là nơi đón tài lộc, vận may vào nhà. Việc để phòng khách rộng rãi và được bài trí gọn gàng như là một lời chào mời thân tài vào nhà, nhờ đó mà tài lộc dễ dàng ghé thăm hơn. Do đó bạn nên tìm cách sắp xếp lại đồ đạc để phòng này ngày càng rộng càng tốt. Bạn nên sắp xếp đồ đạc gọn, dù muốn trang trí phòng khách thật đẹp, nhưng không có nghĩa là bạn mua các đồ vật quá lớn so với diện tích của phòng. Đồ gì cũ, ít dùng thì nên dọn dẹp đi. Ví dụ như có một chiếc ghế thừa mà không sử dụng đến, không bao giờ có người ngồi, thì tốt nhất là bạn nên sửa sang, lau chùi và mang nó ra sử dụng thường xuyên hoặc là nên loại bỏ nó hoàn toàn. Nếu để một chiếc ghế trống trong nhà quá lâu là thể hiện cho việc mời những linh hồn ma quỷ vào nhà. Điều này sẽ cực kỳ xấu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì hạnh phúc sức khỏe của các thành viên trong gia đình và đảm bảo nguồn tài lộc ổn định cho ngôi nhà của bạn. Việc sắp xếp phòng khách có nhiều không gian hơn cũng là nhằm mục đích cho căn phòng trở nên thoáng đãng, sạch sẽ, khoáng đạt hơn. Để gia tăng năng lượng tích cực, cải thiện tâm trạng cho gia chủ thì bạn cũng nên bố trí nhiều đèn nếu cửa sổ không đủ sáng. Ánh sáng rất quan trọng nếu bản mệnh muốn thu hút tài lộc về nhà mình. Bất cứ nơi nào thiếu sáng đều gây cảm giác âm u, mà điều này còn xua đi vượng khí, gây ảnh hưởng đến tài lộc và sự bình an cho ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, khi thay đổi sửa sang đồ trong nhà, phải lưu ý mọi thứ nằm trong ngân sách của mình. Không cần phải cố quà với số tiền không có khả năng chi trả thì lại gây tác dụng ngược. Việc dùng tiền để thay đổi phong thủy trong nhà, vì thế mà cũng cần phải cân nhắc theo thực tế. Thứ hai, phòng làm việc tại nhà. Hiện nay có khá nhiều gia đình có phòng làm việc tại gia, tuy nhiên không phải ai cũng có điều kiện để xây dựng căn phòng đủ sáng. Nếu phòng học của con hoặc phòng làm việc của bạn không đủ sáng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập và độ tập trung khi làm việc. Từ đó sẽ tác động tiêu cực tới kết quả công việc cũng như học hành của con cái. Muốn sự nghiệp hanh thông, tài vận tăng tiến, phải tìm cách để năng lượng trong hai phòng này luôn tốt. Do đó, đối với mẹo phong thủy cuối năm, giúp cải vận, thì bạn phải quan tâm tới việc sắp xếp lại những phòng này ngăn nắp, sạch sẽ và đảm bảo đủ ánh sáng trong phòng. Ngoài ra, việc lựa chọn vị trí để đặt bàn học và bàn làm việc liên quan đến tuổi, mệnh của gia chủ.
cũng quan trọng không kém. Theo phong thủy, nước là yếu tố không thể thiếu, nó giúp tâm trí tỉnh táo, xua tan khí xấu và hỗ trợ công việc. Vì thế bạn có thể để bàn làm việc một chậu nước nhỏ hoặc một lọ hoa tươi. Ngoài ra bạn có thể chọn mua thêm đồ vật phong thủy phù hợp để trên bàn làm việc như kỳ lân, quả cầu phong thủy, hình tượng thuyền buồm, ngựa. Thứ ba, sửa lại hoặc bỏ đồ hỏng. Một mẹo phong thủy cuối năm giúp cải vận mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức đó là loại bỏ những món đồ cũ, đồ bẩn đi. Bất cứ món đồ cũ hay hỏng tuy nhỏ hay bị vỡ là một dấu hiệu của sự nghèo đói. Do đó gia chủ không nên sử dụng một món đồ quá cũ, bao gồm cả quần áo, chiếc bát mè để ăn cơm, cho dù vết mè đấy nhỏ như thế nào. Các chuyên gia phong thủy cho rằng, hậu quả của việc này có thể rất nghiêm trọng bởi nó sẽ ảnh hưởng đến tài vận của gia đình, thậm chí có thể hiện sự nghèo đói và túng quẫn có khả năng sẽ đeo đẳng theo gia chủ mà không chịu rời đi. Do đó, để áp dụng mẹo phong thủy cuối năm giúp cải vận một cách hiệu quả thì bạn cũng phải quan tâm tới cả chi tiết nhỏ này. Thưa quý vị, xông đất đầu năm là một trong những phong tục tốt đẹp thể hiện niềm tin và hy vọng về năm mới, may mắn thuận lợi của người Việt. Chọn người xông đất, chọn tuổi xông nhà, vì thế mà đóng vai trò vô cùng quan trọng, không thể qua loa được. Nhớ kỹ những điều kiêng kỵ xông đất đầu năm dưới đây để tránh xui xẻo cho gia đình mình nhé. Xông nhà hay xông đất là tục xưa truyền lại, chứa được ý nghĩa văn hóa tốt đẹp, gửi gắm mong muốn có một năm mới, một khởi đầu mới thuận lợi, xuân sẻ. Thông thường gia chủ sẽ nhờ người có vía tốt, hợp tuổi với gia chủ, tính cách sở lời phúc hậu, gia đình hòa thuận tốt lành tới thăm đầu tiên trong năm mới. Nếu người xông đất đầu năm tốt và hợp thì năm đó cả nhà thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn và đạt được thành công. Còn ngược lại, chọn sai người sẽ kéo theo xui rủi không đáng có, dông cả năm. Vì vậy mà các gia đình đều phải thận trọng, tránh phạm những điều kiêng kỵ xông đất đầu năm dưới đây. 1. Kiêng chọn người khó tính xông nhà đầu năm. Ngoài việc chọn người hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ thì nhất thiết người xông nhà phải có tính cách vui vẻ, thoải mái và phóng khoáng. Người này sẽ mang tới vía tốt giúp cả năm xuôi trèo mát mái, làm gì cũng nhanh nhẹn, tài lộc dồi dào, gặp được quý nhân giúp đỡ, đi đâu cũng có người tốt đỡ đần. Nếu nhờ người tính cách khó chịu, thường xuyên mặc đồ đen, suy nghĩ tăm tối tiêu cực, lối sống tệ nạn, đạo đức tồi, hay nóng giận hoặc keo kiệt, thường cãi vã với người khác, thì năm mới sẽ không thuận, gặp nhiều khó khăn trong công việc, vấp phải trắc trở gập ghềnh, làm ăn không xuôi, đường công danh khó lên, gặp người chặt chẽ, tài lộc sẽ không phát triển. 2. Kiêng chọn người có tang sự, gặp tai nạn rủi ro, làm ăn thất bát, quá của. Một trong những điều cấm kỵ xông đất đầu năm là nhờ người nhà có tang. Năm mới gia đình có người mất trong năm cũ sẽ kiêng không tới chơi nhà người khác để tránh mang vận xấu tới nhà người ta, chứ đừng nói là tới xông nhà, xông đất. Theo dân gian, nếu chọn người này thì tang sự sẽ kéo từ nhà đó sang nhà mình, có thể trong năm gia đình sẽ thiệt người. Người làm ăn thất bát, gặp tai nạn xui xẻo, tai ương cũng không phải đối tượng tốt để nhờ xông đất năm mới. Đặc biệt những người có kiện cáo, tranh chấp, cãi cọ lớn cũng không nên nhờ xông nhà, bởi xui xẻo và vận hạn của họ có thể ảnh hưởng tới nhà mình trong cả năm mới. Dân gian gọi là vía xấu. Kiêng kỵ xông đất đầu năm cho biết, người quá vợ quá chồng không tốt để xông đất, bởi người Việt Nam quan niệm có đôi có cặp mới trọn vẹn viên mãn, gia đình hạnh phúc đại biểu cho phúc khí dồi dào. Người không may sớm mất vợ mất chồng khuyết thiếu nhân duyên nên để xông nhà thì không phù hợp. Kể cả có được mời cũng nên từ chối. 3. Hướng dẫn chọn người xông đất đầu năm. Để có một năm mới khởi đầu vạn sự như ý, tài lộc dồi dào thì nhất định phải chọn được người xông đất phù hợp, đáp ứng đầy đủ tất cả các tiêu chí. Thứ nhất là người hợp tuổi mệnh với gia chủ, về thiên can, địa chi đều không xung, không hình, không hại. Các con giáp tam hợp, lục hợp, nhị hợp là tốt, nên chọn những người có cầm tinh thuộc nhóm này, ngũ hành tương sinh chứ không tương khắc để sinh phúc khí, cát khí. Không chỉ chọn tuổi còn phải chọn người chọn nét, tránh những người không nên mời xông đất đã liệt kê ở phía trên. Ưu tiên những người tốt vía, hoạt bát nhanh nhẹn,
vui vẻ thoải mái, hay nói hay cười được nhiều người yêu mến, hiền lành đức độ, có phẩm chất và sự nghiệp thành công, gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Hy vọng rằng với những thông tin về sông đất đầu xuân ở trên sẽ giúp cho quý vị hiểu và chọn lựa được người phù hợp mang tới may mắn cho gia đình mình trong năm mới. Lộc Phát Tử Vi xin kính chúc tất cả mọi người một năm mới an khang và nhiều điều thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.